Thưa quý vị và các bạn, trong 3 ngày từ mùng 6 tới ngày mùng 8 tháng 12 tại Hà Nội, 120 bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Nhật Bản sẽ trực tiếp tiến hành phỏng vấn và lựa chọn hàng trăm ứng viên hộ lý điều dưỡng của Việt Nam. Đây là năm thứ ba triển khai chương trình hợp tác đưa hộ lý và điều dưỡng viên Việt Nam sang Nhật Bản làm việc và mở ra nhiều cơ hội cho thị trường xuất khẩu lao động chất lượng cao. Và sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên truyền hình Thông tấn. Hàng trăm ứng viên Việt Nam có mặt tại đây từ rất sớm để chuẩn bị cho vòng phỏng vấn. Sự hiện diện của 120 bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe Nhật Bản tại Việt Nam cho thấy nhu cầu thực sự từ phía nước bạn. Theo thống kê, Nhật Bản là một trong những quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới với 23% dân số trên 65 tuổi. Việc thiếu lao động trẻ và nhu cầu chăm sóc người cao tuổi đã khiến nước này tiếp nhận một tỷ lệ lớn lao động của các nước trong khu vực để làm điều dưỡng, hộ lý. Khi lần đầu đến phỏng vấn thì cũng bỡ ngỡ là đến các cơ sở thì nhưng mà thấy các cơ sở thì họ nói chậm á, để mình dễ hiểu á, thì thấy với là cái phúc lợi thì hiện tại thì cảm thấy cũng thấy đi qua một cơ sở thì cũng được, thì là đang hy vọng đang tìm kiếm cho mình nhiều cơ hội ở các cơ sở khác nữa. Đây là một cơ hội rất là tốt, tại vì suốt các tháng đài thì có rất là nhiều những cơ sở họ sang đây, thì mỗi cơ sở thì họ sẽ tạo một điều kiện khác nhau cho từng người. Có cơ sở thì lương sẽ cao hơn, hoặc là có cơ sở thì họ sẽ tạo cho mình cái điều kiện học tốt hơn, hoặc là cái khí hậu cũng từng vùng cũng sẽ rất là khác nhau. Có một số người thì sẽ thích ở vùng này vùng kia, người thích ở sống ở thành nông thôn hoặc là thành thị gì đấy, thì nó khác với những cơ sở bên ngoài là nó sẽ cố định chỗ cho mình và lúc mình đi thì mình sẽ ở đấy. Còn bọn em bây giờ thì sẽ được chọn cái chỗ mà mình mong muốn ấy. Trên thực tế, số lượng ứng viên điều dưỡng hộ lý Việt Nam đang làm việc tại các cơ sở tiếp nhận của Nhật Bản đều được đánh giá cao về tính chuyên cần trong công việc, có tinh thần học hỏi và nâng cao năng lực tiếng Nhật. Sau 3 năm triển khai chương trình, hiện đã có một số ứng viên của 3 quốc gia Indonesia, Philippines, Việt Nam đỗ chứng chỉ điều dưỡng hộ lý quốc gia của Nhật Bản. Khi có chứng chỉ này, các ứng viên sẽ có cơ hội làm việc lâu dài tại Nhật, đồng thời có thể đón người nhà sang nước này để tiện sinh hoạt làm việc. Hiện dân số già ở Nhật Bản chiếm tỷ lệ rất cao, nhu cầu chăm sóc người cao tuổi là rất lớn. Tuy nhiên, việc tìm kiếm nguồn nhân lực trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi hiện nay vô cùng khó khăn, nên chúng tôi đã chuyển hướng tìm kiếm nhân lực tại các nước khác và lựa chọn chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản để tìm kiếm các điều dưỡng, hộ lý. Các điều dưỡng hộ lý ở Việt Nam đều có chế độ tiền lương, đãi ngộ giống như người Nhật Bản. Đặc biệt, các ứng viên này có thể tranh thủ ôn luyện tiếng Nhật để thi chứng chỉ quốc gia của Nhật Bản. Ở đây chúng tôi cũng hỗ trợ về nhà ở và rất mong các ứng viên có thể gắn bó lâu dài với cơ sở. Hiện mọi chi phí của chương trình đều được chính phủ Nhật tài trợ, bao gồm chi phí học tiếng một năm tại Việt Nam, chi phí ăn ở, sinh hoạt phí hàng tháng. Chính phủ Nhật Bản cũng đang xem xét mở rộng ngành nghề hộ lý theo kênh thực tập sinh kỹ năng. Đây được xem là cơ hội tốt để Việt Nam xuất khẩu nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời học tập những kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Nhật Bản.